Là một chuyên gia kỹ thuật, một kỹ sư IT, tôi luôn luôn muốn dùng phần mềm Microsoft bản quyền chính hãng, nhưng ngại chạy đi mua vì thời tiết khắc nghiệt, khói bụi, kẹt xe, tốn thời gian di chuyển, ra cửa hàng thì hết hàng, đóng cửa, gọi điện đặt hàng xong thì ngồi chờ ship dài cổ, thanh toán xong có khi cạn ví luôn. Dừng ngay. Đây không phải là phim bi kịch. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Quang. Tôi đã tìm được giải pháp mua phần mềm cho bản thân mình và sẽ chia sẻ với tất cả các bạn. Đây là cách thức mua hàng đã rất phổ biến và được ưa chuộng trên toàn thế giới. Con đường sáng đó chính là ESD, viết tắt của Electronic Software Distribution, là hình thức mua phần mềm bản quyền trực tuyến có tính chất bổ sung và khác với những cái cách mua hàng truyền thống. ESD đảm bảo được 4 yếu tố: không tồn kho, không giao vận, không hàng giả và tối ưu về chi phí. Quá tốt cho cả người mua lẫn cửa hàng kinh doanh. Hãy cùng tìm hiểu tại sao ESD lại thần kỳ như vậy. Không tồn kho. Nghe ảo nhỉ? Phần mềm mà cũng tồn kho cả. Thực tế khi các bạn đi mua phần mềm, chúng ta sẽ được cấp một key sản phẩm vật lý dạng box. Chính đặc tính đóng gói bằng hộp giấy này sẽ có thể hết nếu hàng hóa chưa về kịp. Lỡ rơi vào lúc chúng ta cần thì sao? Trở tay không kịp luôn. Tuy nhiên nếu các bạn đặt key điện tử ESD thì sẽ tạm biệt những tình huống éo le đó. Đặt và nhận key trong thời gian thực 24/7, cần là có ngay, không bao giờ lo hết hàng. Cực kỳ tiện lợi cho người dùng mà cửa hàng cũng giảm áp lực về chi phí tồn kho. Không do vận. Cái này dễ hiểu hơn này. Vì là license điện tử nên cửa hàng sẽ gửi key cho các bạn thông qua một email. Chỉ một cú click chuột là tinh tinh, hàng về. Quá nhanh quá đơn giản đúng không? Các bạn có thấy cái hình thức mua hàng này quen thuộc không? Chắc chắn là có rồi, giống như là lúc mà chúng ta nạp thẻ điện thoại, mua thẻ game hay thanh toán hóa đơn điện tử. Ngoài ra ấy, ESD còn có một ưu điểm, đó chính là tính ngay lập tức. Khách hàng ở xa có thể mua và sử dụng được ngay, không cần chờ đợi vài giờ thậm chí vài ngày giao hàng như sản phẩm box truyền thống. Không hàng giả. Khác với sản phẩm dạng hộp giấy rất dễ giả mạo và khó phân biệt được bằng mắt thường thì ESD hoàn toàn không có sản phẩm giả mạo. Điều đó giúp các bạn tránh được những rủi ro khi dùng phần mềm không chính hãng. Đặc biệt, khi nhận và kích hoạt key điện tử, đại lý sẽ gửi kèm một form xác nhận gồm có tên và địa chỉ mua, email liên hệ, số hóa đơn mua hàng và phần tiếp theo trong form sẽ là tên sản phẩm Microsoft cùng với khóa sản phẩm kích hoạt. Cuối cùng là hướng dẫn cài đặt cùng cách thức liên hệ hỗ trợ khi gặp sự cố, tối ưu về chi phí. Quả này khá là ảo đúng không? Nhưng thực ra đây mới là điều tôi thích nhất đấy. Về cơ bản thì do không có chi phí tồn kho và giao hàng nên sản phẩm ESD sẽ có thể rẻ hơn hộp giấy truyền thống, tùy vào sản phẩm nha. Dạo quanh với từ khóa, mua phần mềm Microsoft Office Key điện tử và thử với một cửa hàng bất kỳ. Đây là ví dụ về License Office Home and Business 2021 ESD rẻ hơn tận vài trăm nghìn so với mua hộp giấy truyền thống. Thêm nữa là chính sách giá key điện tử ESD tại Việt Nam đang rẻ hơn hẳn so với mua trực tiếp từ trang chủ Microsoft. Đây là ví dụ về License mua Office Home and Business 2021 ESD rẻ hơn tận 2 triệu. Trời ơi, tin được không? Chuẩn ngon bổ rẻ, quá phê cho tín đồ săn sale công nghệ như mình anh em ạ. Nhân tiện đang nói về giá thì nhà phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Synnex FPT đang có chương trình khuyến mại cực sốc, chiết khấu lên tới 650.000 cho đại lý trong tháng 11 và 12. Chi tiết các bạn xem trong link mô tả video nhé. Hỗ trợ kỹ thuật và hóa đơn thuế VAT. Đây là điểm cuối cùng mà các bạn thường không chú ý đến nhưng lại cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn mua sản phẩm ESD từ trang chủ của Microsoft bằng thẻ tín dụng thì chúng ta không chỉ không có hóa đơn thuế, mà khi các bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật ý, chúng ta chỉ nhận được sự hỗ trợ từ trung tâm hỗ trợ Microsoft toàn cầu hoặc châu Á, tất nhiên là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nếu các bạn mua cá nhân thì không sao, có thể tự xoay sở. Nhưng nếu các bạn mua công ty thì sao? Không chỉ không có hóa đơn để quyết toán thuế mà chúng ta còn cực kỳ bất tiện khi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Tất cả cái sự bất tiện đó có thể giải quyết được bằng cách là chúng ta mua sản phẩm ESD từ nhà phân phối chính hãng của Microsoft tại thị trường Việt Nam. Trong trường hợp này, đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Synnex FPT. Chúng ta sẽ nhận được hóa đơn thuế cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhà đại lý bán hàng, nhà phân phối Synnex FPT và kỹ thuật viên của Microsoft Việt Nam. Tất cả hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đó là tất cả các lợi ích mà mình nhận được khi dịch chuyển sang mua license phần mềm Microsoft bằng hình thức key điện tử ESD. Các bạn có cảm thấy nhanh, tiện và rẻ hơn không? Hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé! Đừng quên bấm theo dõi để nhận những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại!